Mày vào đi. Mày vào đây. Tôi để tao vào. Ngươi chú. Gì đấy cháu? Cháu có con xe này, cháu muốn đổi lấy xe bích. Chú có chương trình đổi xe không chú? Con xe này muốn đổi sang xe bích á? Vâng ạ. Rồi đứng sang đây chú xem nào. Con xe này từ thời nào rồi mà nhìn nó rách nát này? Thì thời ông cố để lại ạ. Gì mà đu đĩa này, cây đan không thấy đâu này, xích đít các kiểu, xăm lốp này hỏng hết rồi. Hỏng hết này rồi bán đồng nát thì được liệu được 100-200. Mà muốn đổi xe fix á, thế cháu muốn mua xe fix bao tiền? Cháu muốn mua xe fix tầm 5 triệu ạ. 5 triệu. 5 triệu á? Con Masu này. Con Masu này á? Vâng. Hay theo dõi like đúng không? Vâng ạ. Thế thằng cu này muốn xe fix gì? Rocky này á? Con này toàn 4-5 triệu. Mà con này mà muốn đổi con xe 4-5 triệu là bên chú không đổi được. Mà con này con đi bán đồng nát cũng không được nhiều tiền. Nhưng mà chú ơi chú, cháu thích xe fix lắm. Các bạn bè cháu để có xe fix được, chú có cách nào để? Có cách nào không ạ? Thế đến Tết thì mọi năm mùng tuổi cháu được khoảng bao tiền? Cháu được khoảng 2-3 triệu ạ. 2-3 triệu mà muốn mua hẳn cái con xe fix năm cũ, gần năm cũ này, hơn năm cũ này. À, này được đấy, có đang niềm đam mê là theo dõi fix lâu rồi đúng không? Vâng ạ. Ừ, rồi ok, thế chú có cái cách này nhá. Đấy. Nếu mà Tết đấy mà mùng tuổi được khoảng 2-3 triệu thì mình phải làm sao? Ở ra ngoài Tết thì bên chú có một cái game book lì xì đầu xuân năm mới. Đấy. Thì có những lì xì khoảng 2 triệu, 3 triệu cũng có nhá. Đấy, 1 triệu có 500, có lì xì 50, 100, 200 đều có. Đấy thì đầu xuân năm mới cháu thì cần qua bên chú là nếu như mình may mắn mình bốc được ấy 2-3 triệu thì mình có thể đủ tiền để quất con fix kia tầm 4-5 triệu, 6 triệu được, ok không? Đấy còn nếu như mình không may mắn ấy lì xì được bốc được ít tiền ấy thì mình mua cái xe nó rẻ rẻ thôi, nghe chưa? Vâng ạ. Đấy chứ tiền ít mà mình đòi gì những cái thơm thơm nhiều quá là không được, nghe chưa? Vâng ạ. Đấy vì thế là thôi bây giờ là cuối năm rồi đi về. Đấy về dắt xe về cất đi cho ông cho bố nhá, không có là bố tìm xe không thấy là bố bánh ở đấy nhá. Vâng ạ. Tết đi chúc Tết thì phải ăn to nói lớn lên, nghe chưa? Vâng ạ. Đấy để được nhiều tiền mùng tuổi thì mới mua được xe xịn, xe sang như hai con này, nghe chưa? Vâng ạ. Ok thế nhá, ra ngoài Tết chúng ta gặp nhau nhá. Vâng ạ. Gặp nhau sau nhá. Cảm ơn chú ạ. Ok.